định nghĩa tìm hiểu trực quan, cô giáo đem cả cá sấu lên lớp để thị phạm cho học sinh. Ai cũng biết, trong các giờ học, hình ảnh trực quan hay thí nghiệm thực tế sẽ giúp học sinh hiểu bài và nhớ kiến thức lâu hơn. Cơ mà trực quan đến mức này thì cũng lần đầu tôi được thấy. Đây là một con cá sấu dương tử được cô giáo mang lên lớp để học sinh có thể quan sát thật kỹ, chứ không còn chỉ được xem qua hình ảnh minh họa trên video hay trong sách vở nữa. Được biết, cá sấu dương tử ở Trung Quốc là một trong những loài cá sấu nhỏ nhất thế giới. Lớp da chủ yếu có màu vàng xám, phần trên lưng và đuôi có vệt sẫm màu. Cá sấu dương tử thường sống ở vùng nước tĩnh như là đầm lầy, ao hồ hay những khúc sông chảy chậm. Phần lớn thời gian loài này sống dưới nước. Cũng giống như các loài cá khác thuộc bộ cá sấu dương tử là loài ăn tạp. Nhưng vì kích thước nhỏ bé nên chúng ít khi trở thành mối đe dọa với con người, mà thức ăn chủ yếu là cá, thủy cầm và các động vật nhỏ mà thôi. Cá sấu con thì ăn côn trùng và ốc. Hiện nay số lượng của chúng chỉ còn khoảng 130 cá thể, phần nhiều do mất môi trường sống và nạn săn bắt trộm. Điều tôi thắc mắc là loài này có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng mà không hiểu sao cô giáo vẫn có được một em để bế lên lớp như thế này. Các bạn nghĩ sao khi một tiết học lại có sự xuất hiện thật sự bằng da, bằng thịt của chú cá sấu? Chia sẻ quan điểm cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.